Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại làm video clip nói về hoành phi câu đối. Trong video clip này, chúng tôi giới thiệu tới quy trình đầu tiên làm về hoành phi câu đối sơn son thép vàng. Đây là quy trình đốt gỗ của chúng tôi. Và trên hình các bạn đang xem là một cụ ông năm nay đã 83 tuổi rồi nhưng rất là tâm huyết với nghề và gắn bó với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng rất là lâu. Cụ vẫn đang muốn để theo nghề để truyền dạy lại cho con cháu những gì đặc sắc nhất và tâm huyết nhất của nghề. Trên hình các bạn đang xem là cụ đang cầm một chiếc dây dẫn lửa nối trực tiếp với bình ga để đốt các cái lông gỗ xuất hiện trên bề mặt của các cái hoành phi câu đối. Và đây là câu đối lòng mo chúng tôi làm cho nhà chùa bằng 100% chất liệu gỗ rổi ta. Và sau khi đốt cháy thì chúng tôi sẽ đi vào quy trình hom và lót. Sau khi lót thì chúng tôi sẽ thép vàng, và thép vàng thì chúng tôi đợi khô thì sẽ là lộng son, và không đoạn cuối cùng đó là lên chữ đen và phủ bóng. Đầu tiên thì chúng ta phải làm kỹ cái khâu đầu tiên, đó là đốt gỗ, đốt cho cháy đen gỗ, sau đó chúng tôi sẽ lại quật trắng ra và làm các cái công đoạn tiếp theo. Câu đối lòng mo này có kích thước dài 2m17, rộng 40 và được ghép 3 tấm. Thường thường thì các cái bản rộng thì chúng tôi sẽ ghép 3 tấm, nếu làm liền thì giá thành nó rất là đắt và rất là khó gỗ để làm liền. Làm liền tầm 32 đến 35 đổ về thì rất là dễ gỗ, nhưng đã lên 40, 50 thì gỗ rất là khó mà giá thành cao. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành là cơ sở sản xuất trực tiếp các cái bộ hoành phi câu đối lòng mo như hay là lồng cuốn thư hay là ba chữ Đức Lưu Quang. Chúng tôi làm video rất nhiều giới thiệu tới các cái bộ hoành phi câu đối thì quý khách có thể xem thêm tại trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành, nằm tại địa chỉ làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đồ Gỗ Hiền Lành sẽ quay lại tất cả các cái quy trình làm về đồ thờ cúng bằng gỗ như hoành phi câu đối, tượng thờ, khám thờ và ngai thờ. Trên hình các bạn đang xem đây là chúng tôi ngồi ngay cạnh bình ga. Và cái công đoạn đốt này cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà cụ rất là miệt mài với nghề. Cụ đã gắn bó với nghề rất là lâu năm và trung thành với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Trên hình các bạn đang xem đây là hai cỗ ngai thờ đã được chúng tôi sơn son thép vàng phủ hoàng kim xong, và các cái bộ câu đối này chúng tôi vừa mới lộng son nên chúng tôi phải dựng nghiêng để không cho cái son nó chảy vào phần vàng. Trong video sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu đó là quy trình làm bóng vàng. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Hiện nay cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang hoàn thiện rất nhiều các sản phẩm cho đồ thờ nhà chùa, đồ thờ đình cũng như là các cái nhà thờ tư gia trên toàn quốc. Các cái bộ cửa võng Long Hóa, cửa võng Tứ Linh, cửa võng Rồng Trầu Mật Nguyệt và các bộ hoành phi câu đối lòng mo cỡ lớn cho nhà chùa. Trên màn hình các bạn đang xem đây, bằng chất liệu gỗ rổi ta. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng khuyên quý khách là nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách, tránh lừa đảo rủi ro. Vì khi xem mộc thì chúng ta sẽ phát hiện ra các cái lốt nứt, dập, ruột, rác. Đồ Gỗ Hiền Lành lúc nào cũng khuyên quý khách nên là về trực tiếp tại cơ sở để xem hàng. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có nhận đặt hàng online. Chúng tôi liên tục giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái quy trình làm về đồ thờ cúng từ A tới Z để cho quý vị xem. Và toàn bộ các cái bộ chữ nho này chúng ta có thể thay đổi. Và các cái mẫu mã chúng ta có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của gia đình. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm.